trái, mà sao em mang thân đi suốt căng dài. Ta đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi tìm để theo em đi về nơi xứ xa. Vâng, xin mời các chị lắng lại sân khấu một chút để ban tổ chức có một phần quà tặng cho đôi của mình. Vâng, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nhé. Vâng, xin được cảm ơn các chị.